bên đây nó hơi cao nha. Bây giờ bác chỉnh nè, xe mình trả 4.000 thôi nha, 4.000 này nha, bỏ 2.000 dưới nha, còn 2.000 chót thì gài vô nha. Ở nhà đất ngoài luôn nha Ngoài trong thì cũng được, mình thấy chỗ nào bác. Thoải mái một chút. rồi gài về nha. Đấy, cái khăn Nhà có ép, có ép. ép bên đây nha, dày dày lên tí, còn dưới này cũng ấy luôn nha. Nằm lên luôn. Cái khăn xếp càng to thì cuộn lại luôn, nó càng dày càng tốt. Chi bên đây nó hơi thấp, chi bên đây nha, còn bên đây nó hơi cao thì chi bên đây. Và đây là cũng vừa sức thôi chứ không cần phải đơn độc nha. Đó, vậy nè, chi bên đây, ở đây là chi bên đây, lấy khăn chi luôn người ta nha.